coi con này sống hai bạn chơi chung không? Không, không chơi chung thì được. Chơi chung. Dạ, hai chơi chung thì nó sẽ trùng. Thằng này sống hai ghi tư nè. Thằng này hai ghi tư không sao đâu, hai này không trùng. Có một thằng hai ghi tư là được. Sợ trùng cái nó bấm không được. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, em sợ là sợ tình huống đó cho nên thường mà hai bé mà mua một lượt là em hỏi có chơi chung nha không? Chung là chung một khu có nha, một chỗ là chúng sẽ phải thu chung hai chiếc này luôn để đảm bảo là nó chạy ok. Để cho hai đứa nó điều khiển. Dạ đúng rồi, là đua với nhau được á ha. Vô cái thằng đi thẳng vô cổng thôi, ở ngoài nó đâu có tìm đâu. Dạ, ngay cái khu á chị, khi mà nhiều khi em lấy một số cái clip mà em có lấy cái khu vực á. Rồi cái này, cái này là chất của bạn em ha. Bạn em tên gì? Con tên gì? Phát hả con? Còn bạn anh? Tâm hả con? À, em dễ thương quá. À, chú sẽ cho pin vào trong này. Rồi, nó có cái viên pin sạc ở đây hả con ha. Thoải mái, ở đây nhân viên trực 24/24 chị, 8 sáng tới 10 tối. Còn tụi em thì tụi em di chuyển liên tục. Dạ. Dạ. Cái gì cứ báo em mà nhiều khi em không có ở cửa hàng. Cho nên nhiều khi mình không nắm hết được thông tin nè. Đây con ha, trái nè ha, phải nè ha. Trái ha, đùi ha. Con cầm tay phải hay tay trái, thường người ta điều khiển cái này người ta sẽ cầm tay trái. Nè người ta siết cò. Tới nè. Lui nè ha, đá cò là lui, xiết cò là chạy. Còn cái này gạt sang phải là nó quẹo phải, gạt sang trái nó quẹo trái ha. Về việc sạc pin thì rất là dễ, con môi cái cục này nè. Rồi xong, con bấm ở đây nha. Con đừng có nắm con giật, con bấm ở đây nè, nó có cái chốt này nè. Bấm ha, kéo ra. Rồi sạc. Đi sạc ở đây thì nhờ ba đi. Hoặc là nếu con có máy vi tính thì không sao, máy vi tính thì điện nó không có nguy hiểm ha. Con gài vô nè. Rồi con cắm vô sạc ha. Cắm vô đây, cổng USB của máy tính đó. Rồi xong đó, cái cục này là 800mAh dòng xả này 250 thì sạc khoảng 3 tiếng sẽ đầy ha, 3 tiếng nó sẽ đầy viên pin này. Còn nếu mà con muốn chơi một cái viên pin khác nữa thì mình cũng mua kèm thôi, không có, nhưng mà chơi vậy là được rồi. Nó gắn pin tường vô. Dạ đó đó, gắn gắn ở nhà mình có pin sạc mình cứ gắn vô, chẳng hạn như viên này nè, viên này là gắn vô được nè, viên này là vừa luôn nè. Ở nhà nếu mà mình có xe nhiều thì chắc nó sẽ có những viên pin này, không cần phải mua thêm. Rồi ha. Rồi chú nhìn thấy xong rồi chú bỏ trở lại để chú test hai chiếc cục lượng giống vậy đó. Rồi xong một chiếc chú sẽ cho qua bên này nha. Rồi không con chưa, con test chung, test chung để đảm bảo chiếc xe đó hai bé nó chơi chung với nhau được. Thì đồ em có test một bộ gửi đi Huế vui lắm. Trên xe nó báo sống 22 di tên mà test thật không phải, bắt đầu lúc đó phải đổi cho khách, cho nên cái này phải test luôn chứ để về hai anh em chơi chung không được. Với lại khi mình chơi á là một hồi cái mình bắt thăm mình đổi xe với nhau nha con. Chẳng hạn như bạn em chạy nhỏ anh chạy lớn, ở hồi anh chạy lớn em chạy lớn anh chạy nhỏ đó, ở đây cũng vậy ha. Mình sẽ mở con ốc này đây. Mỗi bạn có một cái cáp sạc riêng ha. Và nhớ cái cáp sạc của mình là được rồi. Về cái cách gắn thì cũng diễn ra vậy đó. Khám bệnh là hai bé khám ở nhi đồng hả chị? Khám ở trung tâm nội soi riêng á, đi bác sĩ tư á. À, ở cái bên này cũng có bác sĩ nè. Anh cũng làm bên nhi đồng 1. Đây con ha, đèn khi mà con mở on lên là nó sẽ dò sóng. Nó dò sóng nó sẽ chớp như vậy, đừng có quan tâm ha.
con mở on cái này lên thì nó sẽ đứng cái đèn này lại đó, thấy không, nó sẽ mất cái đèn đó là nó đã dò xong sóng rồi. Tới nè, luôn ha, tới nè, đá nhẹ cái là thắng. Còn nếu mà con cứ chạy lùi con đá là anh lên luôn ha. Còn giống y chang của em luôn, cũng trái nè ha, phải nè, trái nè ha. Ok ha, hai chiếc xe này nó đang mở cùng với nhau á, anh này cũng chạy là anh này không chạy đó, là nó không có bị trùng sóng với nhau, được chưa? Còn anh này, anh này chạy thì anh kia không chạy, vậy là hai bạn chơi chung với nhau được ha. Rồi, các bạn vậy khi con chơi xong thì hết pin thì cũng tháo ra, gắn cái cắm này vô hết pin ha. Của chiếc màu đỏ thì cái cắm nó trong, thấy không? Còn cái cắm màu của con thì cái cắm nó đen ha. Rồi sạc thì cũng giống như vậy, nếu mà an toàn, để cho an toàn thì con nên sạc từ máy vi tính. Còn nếu mà con cắm điện thì nhờ bố ha. Cái này nó sử dụng cái cốc của Samsung nha, cái cốc sạc Samsung, hoặc trên xe cũng sạc được. Rồi sao mà cố gắng cái này lại cho xong thôi. Hai bạn có chơi vô vô không? Có chơi vô vô hả? Dạ. Ở nhà con có con vô vô gì rồi? À là con cấp 6. Con đó là dữ dằn nhất luôn rồi đó. Thằng rồng cấp 3 luôn hả con? Rồi để chú bỏ vô cái ha. Rồi một mạng. Rồi, đang lĩnh lên đứng tì giùm con. Lĩnh ơi.